Thưa quý vị, cơn bão Isaac đã đến tiểu bang Louisiana, tin tổng hợp Hoa Kỳ. Cơn bão nhiệt đới cấp 1 Isaac đang đổ bộ lên tiểu bang Louisiana. Thống đốc tiểu bang Louisiana Bobby Jindal đang kêu gọi dân chúng phải di tản ra khỏi khu vực thấp hơn mặt nước biển. Tuy cơn bão Isaac chỉ ở cường độ cấp 1, nhưng trong một thời gian ngắn sẽ đổ một lượng nước mưa từ 8 tới 12 inches sẽ tạo ngập lụt khắp các mọi nơi tại tiểu bang Louisiana. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chắc chắn cơn bão Isaac sẽ mang nhiều mưa và những cơn gió mạnh, tạo sự ngập lụt khắp nơi ảnh hưởng đến tính mạng của dân chúng. Thị trưởng thành phố New Orleans, ông Mitch Landrieu nói rằng, cơ quan dự báo khí tượng quốc gia đã chính thức thông báo cơn độ bão Isaac đã lên tới cấp 1 và trung tâm bão sẽ đi ngang qua thành phố New Orleans. Các cơ quan chức năng New Orleans đã sẵn sàng đối phó trong tình huống xấu nhất. Ông Landrieu mong rằng dân chúng đừng hoang mang vì cơn bão. Thành phố New Orleans đã từng gánh chịu cơn bão cấp 5 Katrina. Cơn bão Isaac chỉ với cường độ cấp 1, tuy nhiều mưa có thể đổ xuống, nhưng thành phố New Orleans sẽ không có điều gì trầm trọng xảy ra. Bởi nhiệt đới cấp 1 với sức gió từ 85 cho đến 100 dặm một giờ. Điều quan ngại nhất đó là lượng nước mưa ập xuống trong thời gian ngắn sẽ gây lũ lụt khắp mọi nơi trong thành phố.